mình sẽ là một thị trưởng của một thị trấn nhỏ. Một game sinh tồn sao? Wow, ủa sao trên người tôi có cái gì vậy? Và bây giờ chúng ta chặt chặt hùng chặt điên luôn. Thì tôi lâu lâu cũng thích chơi mấy cái dạng game này lắm, nó sinh tồn đúng không? Ây da, Clizon, mình sẽ để lại link game ở dưới phần bình luận để các bạn có thể chơi cùng mình. À không, không chơi cùng, chơi các bạn có thể chơi được nha. Mình đã có một thợ đi chặt gỗ giùm rồi. À, được, được. Tao sẽ xây một cái đế chế ở đây. Let's go. À, đi thu hoạch gỗ đúng không? Lấy gỗ này, sau đó là gì đây? Nâng cấp. Chúng ta cần gì? 60 gỗ, 25 đá. Bây giờ 60 gỗ đúng không? Để tao chặt phụ mày. Anh em mình chặt cho nó nhanh. Một cây làm chẳng nên non, ba cây chậm lại tao chặt một hồi là cũng gãy thôi. Ok, ok. Và mình có thể nâng cấp sức mạnh bằng cách là xem quảng cáo. Ủa tôi lỡ tôi bấm thôi mà. Ôi lỡ rồi, coi nâng cấp sức mạnh đi. Chặt hết khu này luôn. Khu này là cần phải chặt hết gỗ. Đừng có nói tôi là phá chặt phá rừng hay gì nha. Tôi sẽ trồng cây lại, mọi người đừng lo. Chỉ là cái khu vực này là cái khu vực mà chúng ta cần phải quy hoạch lại. Chúng ta cần phải gọi là gì ta? Xây dựng làng mạc, xây dựng nơi ở hay chưa? Bắt đầu này. Bây giờ mình sẽ xây một thằng xây nhà. Ủa? Sao mà toàn mấy cái bọn đi chặt gỗ không vậy? Ê, tôi cần cái gì đây? Forest Station. Đây là một cái gọi là cái gọi là cái trụ sở chính hay là cũng gọi là cái tổng hành dinh hay là cái gì đó. Ui, lên xe và đi. Nó đi lụi kìa. Mình đã có chiếc xe. Ê, hồi nãy tôi nói là tôi không muốn chặt phá rừng nhưng mà tôi cảm giác là bắt đầu là cái khu rừng này nó không còn gọi là khu rừng nữa rồi. Ok, và bắt đầu xây nữa. À, bắt đầu xây nhà cửa đô thị. Ồ, nói chung thì cũng ok đó. Trời ơi, thành phố xây nhanh vậy. Và bây giờ mình cần đi lấy xe. Mình đi lụi tiếp. Đây. Một. Ồ, có khu trồng trọt luôn này. Khu nông sản đồ cái kiểu. Nói chung là cứ đi lụi hết mấy cái đống cây đi mọi người. Rất là quan trọng đấy. Đấy, chiếc xe này rất là ok đấy. Ê, nhưng mà lỡ chặt hết cây rồi tụi nó làm cái công việc gì ta? Ồ, mình có thể thu tiền nhà của bọn này nữa. Tụi này ở đi. Ừ, đúng rồi. Tụi bay không có tiền mua nhà thì tao là chủ thầu nhà thì tao phải thu tiền nhà chứ. Rồi bây giờ mình chặt phá rừng luôn. Hả, các bạn thấy tôi không? Tôi giả dối vô đầu ban đầu là tôi nói là tôi sẽ là một người không có gọi là đi chặt cây đó, để bảo vệ môi trường đúng không? Bây giờ nó láng o luôn nha. Nó láng o luôn nè quý vị. À, cây có thể mọc lại được. Mày chết mày rồi con. Trồng cây rây rừng. À, không phải rây mà là trồng cây gây rừng. Gây rừng. Tôi bị ngọng mọi người ạ. Tôi bị ngọng chữ G hoặc là chữ R. G với lại chữ R. Tôi bị ngọng hai chữ đó. Hồi đó là, đó giờ là kiểu từ cô giáo cho tới bạn bè tôi sửa chữ đó hoài mà không được. Cho nên là bắt đầu đi thu tiền nhà. Đấy, tức quá nên đi thu tiền nhà. Mình có thể tăng giá tiền nhà lên, đồng nghĩa cái việc là căn nhà nó phải đẹp nha mọi người. Ok, bây giờ mình bắt đầu mình sẽ đi. Đấy, có cách nào để nó tự động thu tiền nhà của tôi luôn không? Thu tiền nhà không? Ok, xây nhiều nhà cửa vô để một lát đi thu. Và bắt đầu chúng ta cần phải đi đào đá mọi người ạ. Bây giờ mình phải tới đây. Tới cái chỗ này đào đá sao? Wow, ok đó chứ. Chúng ta cần phải đi đào đá sao? Cái khu vực này sẽ là một cái tổng một cái gọi là gì ta? Một cái mỏ cho mình đào. Ok, sau khi đào xong hết thì được cái gì đây? Được cái gì đó? Đào một lần ba cái luôn anh em à. Nhầm. Đây, đi vô góc này nè. Đi vô góc này đào lần được ba cái nè. Không được à. Đây. Ấy, nó phải vậy. Ê, sao nó mọc lại vậy? Ok, đủ 50 cục đá rồi. Bây giờ chạy về. Chạy về anh em. Rồi. Tôi là một người kiểu phát triển. Rất là phát triển. Ồ, đây mới là tòa thị chính này. Tòa thị chính cho chúng ta rất là nhiều tiền. Rồi bây giờ là kiểu mới đi qua đi lại một cái cây nó mọc kìa. Úi giời đất ơi. Nó mọc tới luôn á mọi người. Cái này cần phải nâng cấp không? Có cái gì cần phải nâng cấp không? Cái này nếu mà nâng cấp à chiếc xe. Còn cái này nâng cấp thì mình sẽ được cái gì đây? Một lumberjack dam. Có nghĩa là bây giờ mình chưa cần. Mình nghĩ là mình cần phải xây thêm. Đúng rồi. Khoan nâng cấp. Bây giờ chúng ta cứ xây thêm đi mọi người. Đây. Chúng ta có thể nâng cấp miner lumberjack farmer nữa này. Gọi là gì ta? Nông nghiệp. Công nghiệp luôn. Và đào khoáng sản. Bên đây là mua bán cái gì đây? Chúng ta sẽ bán hết cái lượng gỗ chúng ta có, đổi ra tiền. Ok luôn. Rồi. Bây giờ đi vào nhà này nâng cấp hả? Muốn mình nâng cấp sao?
Ok, lượng gỗ, lượng đá gì đó nó full hết rồi. Bây giờ là đi kiếm 300 mấy đồng. Rồi rồi rồi, ok ok. Xong nhiệm vụ. Nhiệm vụ tiếp theo là bây giờ mình sẽ đi nâng cấp thằng tụi chặt gỗ. Rồi, Clizon đi chặt cây cây gừng mọi người ạ. Chặt phá gừng, đúng không? À không phải, không phải, không phải. Hình như là nó bắt mình làm một cái nhiệm vụ gì đó khu vực này. À biết vậy tôi xách chiếc xe qua. Không được, xách chiếc xe qua lụi cho nó nhanh mọi người ạ. Đấy, chỉ trong vòng vài năm ngắn ngủi thôi, tôi đã xây dựng một cái thành thành phố, thành thị cho riêng mình. Ôi trời, nó chạy nhanh ghê. Ôi ôi, chạy nhanh như chó dí vậy. Chạy như chó chạy ngoài đồng vậy mọi người. Ok, ok. Rồi, và bây giờ sau khi mà kiểu chặt những cái nơi mà chúng ta cần phải chặt gỗ này, thì bây giờ mình bắt đầu mình phát triển đô thị, xây dựng mọi thứ. Rồi, acid. Rồi, xây cái gì ở đây đây? Máy khoan, mình đặt một cái vàng khoan ở đây đúng không? Stone machine. Tiếp theo mình sẽ đi mở rộng nhà. À nó cần mình mở rộng, ok được luôn ấy chứ. Đây, một chiếc xe nông sản, thu hoạch nông sản mọi người ạ. Nhưng mà need level 2. Cần level 2 sao? Cho mày lên level 2 luôn. Lên xe. Ok, đi thu hoạch. Wow, coi nó lắc chưa kìa. Nó lắc. Cái game nó lắc rồi. Game trên web nó như vậy đó mọi người. Nhưng mà game này làm cho chúng ta kiểu cảm giác là mình có phát triển đúng không? Bây giờ hãy đi hoàn thành công trình của tất cả những căn nhà. Rồi rồi, hình như mình chạy chậm lại rồi thì phải. Mình cần phải chạy nhanh hơn. Thì bây giờ để gọi là gì ta? Complete construction of city. Có nghĩa là đi xây thêm nhà cửa mọi người ạ. Ok luôn ấy chứ. Farmer. Bây giờ mình đi kiểu mình đã có nông dân cày ruộng cho mình luôn rồi. Đây, nhà cửa của bọn này đây. Rồi, bắt đầu mình cảm giác là bây giờ mình phải đi chặt gỗ nữa đó. Để đi mở rộng, xây thêm nhà cửa. Ok. Ok ok. Đây. Boom. Ủa, 23/33 có nghĩa là mình cần vài căn nhà ở đây. Đây, nó phải như vậy, nó phải như vậy. 24/33 này. Rồi, và những căn nhà bên đây nữa. Đây, mua này, thợ đào. Thợ đào. Và thợ đào. Và miner. Ui, một đống thợ đào luôn. Nhưng mà bây giờ tôi cần chạy nhanh nha. Tôi cần chạy tới mù nội luôn á. Chạy nhanh ơi là nhanh luôn á. Bên đây coi coi. Hình như bên đây chúng ta có thể xây được ngôi nhà của người dân nữa. À, nhà của nông dân. Đây, chặt hai cây này là chắc chắn là sẽ có nhà của nông dân này. Chặt tới luôn em ơi. Tới luôn. Đấy. 30. 31. Rồi ok luôn. Bây giờ coi coi còn chỗ nào mình chưa xây dựng không. Ê, để cho tụi nông dân tự thu hoạch, tôi không có rảnh. Bây giờ tôi là ok, build. Nó build full hết rồi. Bây giờ mình phải lao lên trên kia. Đấy, mình lấy chiếc xe này mình lao lên trên đây để làm gì? Để mình có những cái nơi mà để mình xây dựng nhà cửa rồi cái kiểu. Mình cá chắc khu này sẽ xây dựng cái gì này đấy. Thấy chưa? Bây giờ mình chặt luôn hai cái này là đủ. Rồi. Ok nha mọi người. Đây. Xây dựng này, đó, nhà cửa đất đai đề huề. Xong nhiệm vụ luôn rồi. Và bây giờ ok, nhiệm vụ tiếp theo là gì đây? Tôi chưa biết nhiệm vụ tiếp theo là gì. Nó chưa cho tôi biết nhiệm vụ tiếp theo là gì. Rồi xong, chỉ game chơi tới đây thôi đó hả? Còn gì khác không? À, chắc là lấy chiếc xe đi. À, từ từ, lấy chiếc xe này. Đó, đi mở rộng coi coi là phải xây dựng cái gì nữa. Từ từ nha. Để coi coi cái chỗ này có được cần mở rộng không? Đây, ở đây chưa cần mở rộng mọi người ạ. Ở đây không có cây để mình chặt. Rồi ok luôn. Rồi chỗ này xong. Thế thì mình sẽ lấy xe mình đi đào mấy cái này nha. Lên xe. Let's go. Tông. Ê, nó đào hơi chậm á. Mình cần phải nâng cấp thêm á mọi người. Ok. Cần làm thêm cái gì không ta? Bây giờ ủa game vậy là xong rồi đó hả? Không còn nâng cấp gì nữa sao? Rồi game này chỉ tới đây và mình chỉ phải nâng cấp các kiểu con đà điểu. Hay là mình cần phải nâng cấp tòa thị chính nha. Tòa thị chính có nâng cấp được không? Không được. Shop có làm gì không? Shop chỉ trao đổi buôn bán tất cả thôi. Hay da, hình như là mình cần tiền để mình nâng cấp cái mấy cái này. Ok, upgrade này. Bây giờ là xem quảng cáo đi. Xem quảng cáo cho nó tuyệt vời. Mọi thứ đều level 2, level 3. Ủa cái gì vậy? Hả? Xem quảng cáo coi được nhiều, lên cấp nhiều dữ vậy. À, tôi không biết chuyện gì đang xảy ra. Mát hết luôn. Nâng mát cái gì đây? Bây giờ mình cần phải nâng mát một cái thứ gì đó.
Cái này là cái gì? Nâng má chiếc xe này. Cái này là cái gì? Lumberjack sát thương của mấy bọn mà thu hoạch gỗ. Rồi, hình như game này nó chưa có cập nhật thêm á mọi người. Không lẽ chơi tới đây là xong rồi? Phải có cái gì đó chứ. Hay là cùng lắm là nâng cấp mấy thằng này là hết rồi. Ừ, nó nâng cấp hết mấy thằng này là xong rồi mọi người ạ. Chúng ta cũng không còn gì để làm, không còn nhiệm vụ gì để làm, game chỉ tới đây thôi. Chán quá chán, nhưng mà không sao. Nói chung là tôi đã có một cái đế chế cho riêng mình rồi. Nhiệm vụ tiếp theo của tôi bây giờ là nó không mở rộng thêm ấy. Vấn đề là nó không mở rộng thêm ấy mọi người. Nó mà mở rộng thêm nha, tôi sẽ kiểu đấy, không đào đá được, buồn ghê luôn mọi người. Thôi đi thu tiền nhà cho đỡ buồn đi. Nâng cấp. Ồ, những căn nhà nó đẹp hơn. Nâng cấp luôn nghe chứ. Ok, để mình nâng căn tiếp theo coi. Không đủ tiền. 1000 mấy tiền cộng 2 đồng mỗi giây. 1000 mấy tiền và 100. Trời ơi, game nó chỉ gọi là hả, gọi là gì ta? Nó chỉ ít đồ tới đây thôi. Đó, nông sản thì nó chỉ thu hoạch được nhiêu đây à? Nó không có trồng thêm được à? Sao mà nghe vô lý quá vậy? Nâng cấp nông sản lên để nó trồng nhiều hơn chứ. Có thể là vậy, có, mình nghĩ có thể là vậy. Cho nâng cấp đi. 750 tiền, 180 gỗ, 75 đồng. Ở lộn 75 đá. Hơi bị mắc đấy. Mặt bằng chung thì tôi đã xong rồi nhỉ. Mọi thứ đã xong rồi. Bây giờ chỉ cần ngồi để đây AFK và tôi trở thành một phú ông. Một người gọi là gì ta? Một thị trưởng của một cái thị trấn nhỏ này. Ok. Vậy là tôi giàu rồi. Tôi chuẩn bị bán cái ngôi làng này, bán cái thị trấn này cho người khác thôi mọi người ạ. Và bây giờ cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video này. Và cảm ơn các bạn đã cùng mình xây dựng những cái căn nhà, những cái gọi là làng mạc xây dựng và bắt cái bọn nô lệ này làm việc. Tôi là một thị trưởng rất là ác độc các bạn. Hẹn gặp các bạn trong video kỳ sau. Bye bye. Peace.